Chư tỳ kheo, nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân thành tựu 10 hạnh xu hướng pháp đại thừa, thời có thể mau nhập Như Lai địa, huống là Bồ Tát địa. Đây là 10 hạnh. Chứ nhóm tất cả thiện căn lòng không mỏi nhàm, thấy tất cả Phật kính thờ cúng dường lòng không mỏi nhàm, cầu tất cả Phật pháp lòng không mỏi nhàm, thực hành tất cả hạnh ba la mật lòng không mỏi nhàm, thành tựu tất cả Bồ Tát Tam Muội lòng không mỏi nhàm, thứ đệ nhập tất cả tam thế lòng không mỏi nhàm, nghiêm tịnh khắp mười phương cõi Phật lòng không mỏi nhàm, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh lòng không mỏi nhàm, ở trong tất cả cõi tất cả kiếp thành tựu hạnh Bồ Tát lòng không mỏi nhàm. Vì thành tựu một chúng sanh mà tu hành tất cả Phật sát di trần số ba la mật, thành tựu Như Lai thập lực, thứ đệ như vậy, vì thành thục tất cả chúng sanh giới mà thành tựu Như Lai tất cả trí lực lòng không mỏi nhàm. Chư tỳ kheo, nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân thành tựu lòng thâm tín phát 10 hạnh lòng không mỏi nhàm này, thời có thể trưởng dưỡng tất cả thiện căn, rời bỏ tất cả những loài sanh tử, vượt khỏi tất cả chủng tánh thế gian, chẳng sa vào hàng thanh văn Bích Chi Phật, sanh vào nhà chư Phật Như Lai, đủ tất cả Bồ Tát nguyện, học tập tất cả Như Lai công đức, tu hành tất cả hạnh Bồ Tát, được Như Lai trí lực xô dẹp chúng ma và các ngoại đạo, cũng có thể trừ diệt tất cả phiền não, nhập Bồ Tát địa, gần Như Lai địa. Lúc đó chư tỳ kheo nghe pháp này rồi thời được Tam Muội tên là Vô Ngã Nhãn, thấy tất cả cảnh giới Phật, do được Tam Muội này nên đều thấy chư Phật Như Lai trong vô lượng vô biên tất cả thế giới ở mười phương và những đạo tràng chúng hội, cũng đều thấy tất cả loài chúng sanh trong thế giới mười phương, cũng đều thấy những sai biệt của tất cả thế giới mười phương, cũng đều thấy những di trần của tất cả thế giới đó, cũng đều thấy những cung điện của chúng sanh ở trong tất cả thế giới đó, dùng các báo mà làm trang nghiêm, và cũng nghe những ngôn âm của chư Phật, Như Lai diễn thuyết các pháp, văn từ giải thích của chư Phật, nghe rồi thời đều hiểu rõ, cũng có thể quán sát trong thế giới đó những căn dục của tất cả chúng sanh, cũng có thể ghi nhớ trong những thế giới đó trước sau mười đời của tất cả chúng sanh, cũng có thể ghi nhớ những sự trong mười kiếp quá khứ, mười kiếp vị lai của các thế giới đó, cũng có thể ghi nhớ chư Như Lai đó mười lần bổn sanh sự, mười lần thành chánh giác, mười lần chuyển pháp luân, mười thứ thần thông, mười thứ thuyết pháp, mười thứ giáo giới, mười thứ biện tài. Chư tỳ kheo này lại liền thành tựu 10.000 bồ đề tâm, 10.000 tam muội, 10.000 ba la mật, tất cả đều thanh tịnh, lại được đại trí huệ viên mãn quang minh, được Bồ Tát mười thần thông nhu nhuyễn di diệu, trụ Bồ Tát tâm kiên cố bất động. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khuyên các tỳ kheo trụ hạnh phổ hiền, trụ hạnh phổ hiền rồi nhập biển đại nguyện, nhập biển đại nguyện rồi thành tựu biển đại nguyện. Vì thành tựu biển đại nguyện nên tâm được thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh nên thân được thanh tịnh, vì thân thanh tịnh nên thân nhẹ nhàng nhậm lẹ, vì thân thanh tịnh nhẹ nhàng nhậm lẹ nên được đại thần thông không còn thối chuyển, vì được thần thông này nên chẳng rời dưới chân của ngài Văn Thù Sư Lợi, đều hiện thân mình khắp tất cả chỗ của chư Phật mười phương, thành tựu đầy đủ tất cả Phật pháp. Lúc ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khuyến dạy 6.000 tỳ kheo phát bồ đề tâm rồi, lần lượt đi về phía nam, trải qua Nhân Gian đến phía đông Phước Thành, ở trong rừng trang nghiêm Tràng Ta La, chỗ đại tháp miếu mà chư Phật thuở xưa từng ngự giáo hóa chúng sanh. Nơi đây cũng là chỗ mà ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn lúc tu Bồ Tát hạnh hay xả vô lượng sự khó xả. Do đây nên rừng này có tiếng đến vô lượng cõi Phật. Rừng này thường được sự thủ hộ cúng dường của chư Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn cùng Phi Nhơn. Lúc ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và các quyến thuộc đến rừng trang nghiêm Tràng Ta La rồi, liền ở tại đó nói khế kinh phổ chiếu pháp giới cùng với trăm vạn ước Na Do Tha khế kinh. Khi nói kinh này, trong đại hải có vô lượng trăm ngàn ước chư long đến nghe kinh.
Nghe xong Chư Long đều chán thân loài rồng, nên đều phát tâm cầu Phật đạo, đều xả thân rồng sanh trong loài người hoặc cõi trời. Một muôn Chư Long được chẳng thối chuyển nơi vô lượng chánh đẳng chánh giác, lại có vô lượng vô số chúng sanh ở trong tam thừa đều được điều phục. Lúc đó người Phước Thành hay tin ngài Văn Thù Sư Lợi đồng tử ở đại tháp miếu trong rừng Trang Nghiêm Tràng Ta La. Vô lượng người ra khỏi thành đi đến rừng, có ưu bà tát tên là Đại Trí cùng quyến thuộc 500 ưu bà tát như là Tu Đạt Đa, Bà Tu Đạt Đa, Phước Đức Quang, Hữu Danh Xưng, Thí Danh Xưng, Nguyệt Đức, Thiện Huệ, Đại Huệ, Hiền Hộ, Hiền Thắng, vân vân, đồng đến đảnh lễ chân ngài Văn Thù Sư Lợi đồng tử, hữu nhiễu ba vòng rồi lui ra ngồi qua một phía. Lại có 500 ưu bà di như là Đại Huệ, Thiện Quang, Diệu Thân, Khả Lạc Thân, Hiền Hạnh, Hiền Đức, Hiền Quang, Tràng Quang, Đức Quang, Thiện Mục, vân vân, đồng đến đảnh lễ chân ngài Văn Thù Sư Lợi đồng tử, hữu nhiễu ba vòng rồi lui ra ngồi qua một phía. Lại có 500 đồng tử như là Thiện Tài, Thiện Hạnh, Thiện Giới, Thiện Oai Nghi, Thiện Dũng, Mãnh, Thiện Tư, Thiện Huệ, Thiện Giác, Thiện Nhãn, Thiện Tí, Thiện Quang, vân vân, đồng đến đảnh lễ chân ngài Văn Thù Sư Lợi đồng tử, hữu nhiễu ba vòng rồi lui ra ngồi qua một phía. Lại có 5 đồng nữ như là Thiện Hiền, Đại Trí Cư Sĩ Nữ, Hiền Xưng, Mỹ Nhan, Kiên Huệ, Hiền Đức, Hữu Đức, Phạm Thọ, Đức Quang, Thiện Quang, vân vân, đồng đến đảnh lễ chân ngài Văn Thù Sư Lợi đồng tử, hữu nhiễu ba vòng rồi ngồi qua một phía. Ngài Văn Thù Sư Lợi đồng tử biết người Phước Thành đều đã đến đông đủ, tùy tâm sở thích của họ mà hiện thân tự tại ánh sáng rực rỡ chói lấp đại chúng. Ngài dùng đại từ tự tại làm cho họ thanh lương, dùng đại bi tự tại khởi tâm thuyết pháp, dùng trí huệ tự tại biết tâm sở thích của họ, dùng biện tài quảng đại sắp vì họ mà thuyết pháp. Lúc đó ngài lại quán sát Thiện Tài đồng tử, do cớ gì mà có tên như vậy? Ngài biết đồng tử này lúc mới nhập thai, trong nhà đó tự nhiên hiện ra lầu cát thất bửu. Dưới lầu cát đó có 7 phục tạng, trên phục tạng đất tự nứt ra mọc lên nanh thất bửu, vàng bạc lưu ly pha lê chân châu sa cừ mã não. Sau 10 tháng, Thiện Tài đản sanh thân hình tay chân đoan chánh đầy đủ. Lúc đó 7 phục tạng từ dưới đất trồi lên ánh sáng chói rực, mỗi tạng báo ngang dọc cao thấp đều vuông vức 7 thước tay. Trong nhà đó lại tự nhiên có 500 món đồ bằng thất bửu, mọi vật đều đựng đầy trong đó. Những là trong chậu kim can đựng tất cả thứ hương thơm, trong chậu hương đựng các thứ y phục, trong bát mỹ ngọc đựng các thứ thực phẩm thượng diệu, trong bát mani đựng đầy những thứ trân bửu đẹp lạ, bình vàng đựng bạc, bình bạc đựng vàng, trong bình vàng bạc đựng đầy ngọc lưu ly và mani, trong bình pha lê đựng đầy sa cừ, trong bình sa cừ đựng đầy pha lê, trong bình mã não đựng đầy chân châu, trong bình chân châu đựng đầy mã não, bình quả mani đựng đầy thủy mani, bình thủy mani đựng đầy quả mani. 500 đồ đựng châu bửu như vậy tự nhiên xuất hiện. Nơi đó lại mưa các châu bửu và những tài vật làm cho tất cả kho đựng trong nhà đó đều đầy ngập. Do cớ trên đây nên cha mẹ thân thuộc và tướng sư đều kêu đứa trẻ ấy là Thiện Tài. Ngài Văn Thù Sư Lợi đồng tử lại biết Thiện Tài đã từng cúng dường quá khứ chư Phật, giao sâu căn lành, tinh hiểu rộng lớn, thường thích gần gũi các thiện tri thức, thân ngữ ý đều không lỗi lầm, tu Bồ Tát đạo cầu nhất thiết trí thành Phật pháp khí. Tâm đồng tử này thanh tịnh như hư không, hồi hướng Bồ Đề không chướng ngại. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát quán sát Thiện Tài như vậy rồi liền an ủi chỉ dạy tất cả Phật pháp. Những là nói pháp tích tập của tất cả Phật, pháp tương tục của tất cả Phật, pháp thứ đệ của tất cả Phật, pháp chúng hội thanh tịnh của tất cả Phật, pháp pháp luân hóa đạo của tất cả Phật, pháp sắc thân tướng hảo của tất cả Phật, pháp pháp thân thành tựu của tất cả Phật, pháp ngôn từ biện tài của tất cả Phật, pháp quang minh chiếu diệu của tất cả Phật, pháp bình đẳng vô nhị của tất cả Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi đồng tử vì Thiện Tài đồng tử và đại chúng mà nói những pháp như vậy rồi
lại ân cần khuyên dạy cho họ tăng trưởng đạo lực, cho họ hoan hỷ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại làm cho họ tự ghi nhớ thiện căn thuở quá khứ. Ngài lại vì tất cả đại chúng mà tùy nghi thuyết pháp, sau đó Ngài rời rừng mà đi. Thiện tài đồng tử được nghe pháp nơi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, được nghe những công đức của chư Phật như vậy, liền nhất tâm cần cầu vô thượng Bồ Đề, đi theo Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà nói kệ rằng: ba cõi làm thành quách, kiêu mạn làm tường vách, các loài làm cửa nẻo, nước ái làm hào ao, tối ngu si đậy che, lửa tham sân cháy rực, ma dương làm quân chủ, trẻ khờ ở trong đó, tham ái làm dây trói, vua dối làm cương yên, nghi hoặc che đôi mắt, thẳng vào những đường tà. Vì đầy tham ganh kiêu, vào nơi ba đường ác, hoặc đọa trong các loài khổ sanh già bệnh chết, mặc nhược trí thanh tịnh, dân tròn đầy đại bi, hay cạn biển phiền não, xin ban diệu quán sát, mặc nguyệt trí thanh tịnh, dần trong sạch đại từ, ban an vui tất cả. Xin thương soi xét tôi, vua tất cả pháp giới, pháp bửu làm tiên đạo, dù không chẳng chướng ngại, xin thương dạy bảo tôi. Đại thương chủ phước trí, dũng mãnh cầu Bồ Đề, lợi khắp các quần sanh, xin thương thủ hộ tôi. Thân mặc giáp nhẫn nhục, tay cầm gươm trí huệ, tự tại hàng quân ma, xin thương cứu vớt tôi. Ở đảnh pháp tu di, định nữ thường hầu hạ, diệt hoặc Atula, đế thích xin xem tôi. Nhà ba cõi phàm ngu, hoặc nghiệp khổ luân chuyển, Ngài đã điều phục cả, như đèn sáng soi đường, bỏ rời những ác thú, thanh tịnh những đường lành, bực vượt hẳn thế gian, dạy tôi môn giải thoát. Thế gian chấp điên đảo, thường thích tưởng ngã tịnh, trí nhãn đều rời được, dạy tôi môn giải thoát. Khéo biết đường tà chánh, biết rõ tâm không khiếp, đấng quyết rành tất cả, dạy tôi đường Bồ Đề. Trụ bậc pháp chánh kiến, lớn cây Phật công đức, rưới bông Phật diệu pháp, dạy tôi đường Bồ Đề. Khứ lai hiện tại Phật, xứ xứ đều cùng khắp, như mặt nhật mọc lên, vì tôi dạy đạo đó, khéo biết tất cả nghiệp, thấu rõ hạnh các thừa, người trí huệ quyết định, dạy tôi pháp đại thừa. Bánh nguyện gọng đại bi, tín trục dành kiên nhẫn, báo công đức trang nghiêm, cho tôi ngồi xe này, rương tổng trì quảng đại. Lọng từ mẫn trang nghiêm, linh biện tài reo vang, khiến tôi ngồi xe này, phạm hạnh làm nệm êm, tam muội làm thể nữ, trống pháp rền tiếng màu, cho tôi ngồi xe này, tứ nhiếp tạng vô tận, báo công đức trang nghiêm, tàm quý làm yên cương, ban cho tôi xe này. Thường rong xe bố thí, hằng xoa hương tịnh giới, bò nhẫn nhục trang nghiêm, cho tôi ngồi xe này. Thùng thiền định tam muội, ách trí huệ phương tiện, điều phục chẳng thối chuyển, cho tôi ngồi xe này. Xe đại nguyện thanh tịnh, sức tổng trì kiên cố, trí huệ được thành tựu, cho tôi ngồi xe này. Phổ hạnh làm đi khắp, bi tâm thông thả đi, đến đâu đều không khiếp, cho tôi ngồi xe này. Kiên cố như kim can, thiện xảo như quyển hóa, tất cả không chướng ngại, cho tôi ngồi xe này. Quảng đại rất thanh tịnh, khắp ban chúng sanh vui, đồng hư không pháp giới, cho tôi ngồi xe này. Sạch những dòng nghiệp hoặc, dứt những khổ lưu chuyển, dẹp ma và ngoại đạo, cho tôi ngồi xe này.
trí huệ khắp mười phương, trang nghiêm khắp pháp giới, thỏa nguyện của chúng sanh, cho tôi ngồi xe này. Thanh tịnh như hư không, ái kiến đều trừ diệt, lợi ích tất cả chúng, cho tôi ngồi xe này. Nguyện lực đi mau chóng, định tâm an ổn trụ, chở khắp các hàm thức, cho tôi ngồi xe này. Như đại địa chẳng động, như nước lợi ích cả, chở chúng sanh như vậy, cho tôi ngồi xe này. Dần tứ nhiếp viên mãn, sáng tổng trì thanh tịnh, mặt nhật huệ như vậy, xin dạy cho tôi thấy. Đã vào ngôi pháp dương, đã đội mão trí dương, đã vấn lụa diệu pháp, xin thương chiếu cố tôi. Lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát như tượng dương xoay nhìn thiện tài đồng tử mà bảo rằng: lành thay, này thiện nam tử, ngươi đã phát tâm vô thượng bồ đề, lại muốn thân cận các bậc thiện tri thức để hỏi bồ tát hạnh tu bồ tát đạo. Này thiện nam tử, thân cận cúng dường các bậc thiện tri thức là nhân duyên trước nhất để được đầy đủ nhất thiết trí. Vì thế nên công việc này ngươi chớ có hỏi nhàm. Thiện tài đồng tử bạch rằng: cuối xin đức thánh vì tôi mà dạy bồ tát phải học bồ tát hạnh thế nào, phải tu bồ tát hạnh thế nào, phải đến bồ tát hạnh thế nào, Phật thật hành bồ tát hạnh thế nào, phải tịnh bồ tát hạnh thế nào, phải nhập bồ tát hạnh thế nào, phải thành tựu bồ tát hạnh thế nào, phải tùy thuận bồ tát hạnh thế nào, phải ghi nhớ bồ tát hạnh thế nào, phải thêm rộng bồ tát hạnh thế nào, phải làm thế nào cho phổ hiền hạnh mau được viên mãn. Lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: lành thay tạng công đức, có thể đến gặp ta, phát khởi tâm đại bi, xin cầu vô thượng giác, đã phát nguyện rộng lớn, diệt trừ khổ chúng sanh, vì khắp các chúng sanh tu hành Bồ Tát hạnh. Nếu có các Bồ Tát chẳng nhàm khổ sanh tử, thời đủ đạo phổ hiền, tất cả không hoại được. Phước quang, phước oai lực, phước xứ, phước tịnh hải, ngươi vì khắp chúng sanh nguyện tu phổ hiền hạnh. Ngươi thấy vô biên tế, mười phương tất cả Phật, khắp nghe Phật thuyết pháp, thọ trì chẳng quên mất. Ngươi ở mười phương cõi, thấy khắp vô lượng Phật, thành tựu những nguyện hải, đầy đủ Bồ Tát hạnh. Nếu thập phương tiện hải, an trụ Phật Bồ Đề, hay theo đạo sư học, sẽ thành nhất thiết trí. Khắp tất cả quốc độ, số kiếp như di trần, ngươi tu hạnh phổ hiền, thành tựu Bồ Đề đạo, ở vô lượng cõi nước, trong vô biên kiếp hải, ngươi tu hạnh phổ hiền, thành mãn những đại nguyện, vô lượng chúng sanh đây nghe ngươi nguyện đều mừng, đều phát tâm Bồ Đề, nguyện học hạnh phổ hiền. Nói kệ xong, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo thiện tài đồng tử rằng: lành thay, này thiện nam tử, ngươi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề cầu hạnh Bồ Tát. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, đây là việc rất khó. Đã có thể phát Bồ Đề tâm rồi, lại cầu Bồ Tát hạnh, việc này càng khó gấp bội. Này thiện nam tử, nếu muốn thành tựu nhất thiết chủng trí, thời phải quyết định cầu chân thiện tri thức. Này thiện nam tử, cầu thiện tri thức chớ có mỏi lười, thấy thiện tri thức chớ có nhàm đủ. Thiện tri thức có dạy bảo điều chi phải đều tùy thuận, nơi thiện xã phương tiện của thiện tri thức chớ thấy lỗi lầm. Phương Nam này có một nước tên là Thắng Lạc. Trong nước Thắng Lạc có tòa núi tên là Diệu Phong. Trên núi đó có một tỳ kheo tên là Đức Vân. Người nên đến hỏi tỳ kheo Đức Vân, Bồ Tát phải học Bồ Tát hạnh thế nào, phải tu Bồ Tát hạnh thế nào, nhẫn đến phải như thế nào để được mau viên mãn hạnh phổ hiền. Tỳ kheo Đức Vân sẽ chỉ bảo cho ngươi. Thiện tài đồng tử nghe xong hớn hở vui mừng, đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hữu nhiễu vô số dòng, ân cần chiêm ngưỡng, rơi lệ từ tạ mà đi qua hướng Nam, đến nước Thắng Lạc,
lên núi Diệu Phong. Ở trên núi đó xem ngó tìm kiếm khắp bốn phía, lòng khao khát muốn được gặp tỳ kheo Đức Vân. 7 ngày sau mới được thấy tỳ kheo Đức Vân ở trên ngọn núi khác đi kinh hành chậm rãi. Thấy xong, Thiện Tài đồng tử liền đến đảnh lễ chân tỳ kheo Đức Vân, hữu nhiễu 3 vòng cung kính đứng trước Đức Vân mà bạch rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát phải học Bồ Tát hạnh thế nào, phải tu Bồ Tát hạnh thế nào, những đến phải thế nào để được mau viên mãn hạnh phổ hiền. Tôi nghe Đức Thánh khéo có thể dạy bảo, mong Đức Thánh thương xót dạy cho tôi thế nào Bồ Tát được thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đức Vân tỳ kheo bảo Thiện Tài đồng tử rằng: lành thay, này thiện nam tử, ngươi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, lại có thể hỏi hạnh của Bồ Tát. Việc như vậy là sự khó trong những sự khó, những là cầu Bồ Tát hạnh, cầu Bồ Tát cảnh giới, cầu đạo xuất ly của Bồ Tát, cầu đạo thanh tịnh của Bồ Tát, cầu tâm thanh tịnh quảng đại của Bồ Tát, cầu Bồ Tát thành tựu thần thông, cầu Bồ Tát thị hiện môn giải thoát, cầu Bồ Tát thị hiện việc làm tại thế gian, cầu Bồ Tát tùy thuận tâm của chúng sanh, cầu môn sanh tử niết bàn của Bồ Tát, cầu Bồ Tát quán sát hữu vi vô vi tâm không chấp trước. Này thiện nam tử, ta được sức thắng giải tự tại quyết định, tín nhãn thanh tịnh, trí quan chói sáng, thấy khắp các cảnh giới khỏi tất cả chướng ngại, quán sát khéo léo, phổ nhãn sáng suốt, đủ hạnh thanh tịnh, qua đến tất cả cõi nước 10 phương cung kính cúng dường tất cả chư Phật, thường nhớ tất cả chư Phật Như Lai, tổng trì tất cả chánh pháp của chư Phật, thường thấy tất cả chư Phật 10 phương, những là thấy phương Đông 1 Đức Phật, 2 Đức Phật, 10 Đức Phật, 100 Đức Phật, 1000 Đức Phật, 1000 Đức Phật, 100 Đức Phật, 1000 Đức Phật, 100000 Đức Phật, Na Do Tha Đức Ước Phật, 100 Na Do Tha Ước Đức Phật, 1000 Na Do Tha Ước Đức Phật, 100000 Na Do Tha Ước Đức Phật. Nhẫn đến thấy vô số vô lượng vô biên vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết Đức Phật. Nhẫn đến thấy chư Phật bằng vô số di trần trong Diêm Phù Đề, bằng số di trần trong 4 châu thiên hạ, bằng số di trần trong tiểu thiên thế giới, bằng số di trần trong nhị thiên thế giới, bằng số di trần trong đại thiên thế giới, bằng số Phật sát di trần, nhẫn đến thấy chư Phật bằng số bất khả thuyết Phật sát di trần. Như phương Đông, 9 phương kia cũng đều thấy như vậy. Chư Phật trong mỗi phương, những sắc tướng, những hình mạo, những thần thông, những du hí, những chúng hội trang nghiêm đạo tràng, những quang minh chiếu sáng vô biên, những quốc độ, những thọ mạng, tùy những tâm sở nghi của chúng sanh mà chư Phật thị hiện những môn thành đẳng chánh giác, làm sư tử hống trong đại chúng. Này thiện nam tử, ta chỉ được pháp môn ước niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới trí huệ quang minh phổ kiến này thôi, đâu biết hết được vô biên trí huệ thanh tịnh hạnh môn của Đại Bồ Tát. Những là trí quang phổ chiếu niệm Phật môn, vì thường thấy tất cả chư Phật quốc độ, những cung điện đều trang nghiêm thanh tịnh. Môn làm cho tất cả chúng sanh niệm Phật, vì tùy sở nghi của tâm chúng sanh đều làm cho họ được thấy Phật, tâm họ được thanh tịnh. Môn làm cho an trụ nơi lực niệm Phật, vì làm cho họ nhập vào thập lực của Như Lai. Môn làm cho an trụ nơi pháp niệm Phật, vì thấy vô lượng Phật được nghe pháp. Môn niệm Phật chói sáng các phương, vì đều thấy trong tất cả thế giới chư Phật bình đẳng không sai biệt. Môn niệm Phật vào chỗ bất khả kiến, vì đều thấy trong tất cả cảnh di tế những sự thần thông tự tại của chư Phật. Môn niệm Phật an trụ trong các kiếp, vì trong tất cả kiếp thường thấy những việc làm không tạm bỏ của chư Phật. Môn niệm Phật an trụ trong tất cả thời gian, vì trong tất cả thời gian thường thấy Đức Như Lai gần gũi, đồng ở, chẳng rời bỏ. Môn niệm Phật an trụ tất cả cõi, vì tất cả quốc độ đều thấy thân Phật vượt hơn tất cả, không gì sánh bằng. Môn niệm Phật an trụ tất cả đời, vì tùy tâm sở thích thấy khắp tam thế chư Phật. Môn niệm Phật an trụ tất cả cảnh, vì ở khắp trong tất cả cảnh giới thấy chư Như Lai thứ đệ xuất hiện. Môn niệm Phật an trụ tịch diệt, vì trong một niệm thấy tất cả cõi, tất cả chư Phật thị hiện niết bàn.
Môn niệm Phật an trụ viễn ly, vì trong một niệm thấy tất cả Phật từ nơi chỗ ở mà ra đi. Môn niệm Phật an trụ quảng đại, vì tâm thường quán sát mỗi thân Phật đầy khắp tất cả pháp giới. Môn niệm Phật an trụ di tế, vì trong một chân lông có bất khả thuyết Như Lai xuất hiện, đều đến chỗ Phật mà kính thờ. Môn niệm Phật an trụ trang nghiêm, vì trong một niệm thấy tất cả cõi đều có chư Phật thành đẳng chánh giác hiện thần biến. Môn niệm Phật an trụ năng sự, vì thấy tất cả Phật xuất hiện thế gian, phóng trí huệ quang chuyển diệu pháp luân. Môn niệm Phật trụ tâm tự tại, vì biết tùy theo sở thích của tự tâm, tất cả chư Phật hiện hình tượng. Môn niệm Phật an trụ nơi tự nghiệp, vì biết tùy nghiệp tích tập của chúng sanh mà hiện hình tượng, làm cho họ được giác ngộ. Môn niệm Phật an trụ thần biến, vì thấy liên hoa quảng đại của Phật ngự nở xòe khắp pháp giới. Môn niệm Phật an trụ hư không, vì quán sát những thân của Như Lai trang nghiêm pháp giới hư không giới. Như vậy ta làm sao biết được, nói được những công đức hạnh của Đại Bồ Tát? Này thiện nam tử, phương Nam có một nước tên là Hải Môn, nơi đó có tỳ kheo tên là Hải Vân. Người đến hỏi Hải Vân rằng, Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Hải Vân tỳ kheo có thể phân biệt, nói nhân duyên phát khởi thiện căn quảng đại. Này thiện nam tử, Hải Vân tỳ kheo sẽ làm cho ngươi nhập ngôi trợ đạo quảng đại, sẽ làm cho ngươi sanh sức thiện căn quảng đại, sẽ vì ngươi mà nói nhân duyên pháp tâm bồ đề, sẽ làm cho ngươi sanh quang minh đại thừa quảng đại, sẽ làm cho ngươi tu ba la mật quảng đại, sẽ làm cho ngươi nhập những hạnh hải quảng đại, sẽ làm cho ngươi viên mãn thệ nguyện quảng đại, sẽ làm cho ngươi tịnh môn trang nghiêm quảng đại, sẽ làm cho ngươi sanh sức từ bi quảng đại. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ chân đức dân tỳ kheo, hữu nhiễu quan sát từ tạ mà đi. Thiện tài đồng tử nhất tâm suy gẫm lời dạy của thiện tri thức, chánh niệm quán sát trí huệ quang minh môn, Bồ Tát giải thoát môn, Bồ Tát tam muội môn, Bồ Tát đại hải môn, chư Phật hiện tiền môn, chư Phật phương sở môn, chư Phật quỷ tắc môn, chư Phật đẳng hư không giới môn, chư Phật xuất hiện thứ đệ môn, chư Phật sở nhập phương tiện môn. Thiện tài đồng tử đi lần qua phương Nam, đến nước Hải Môn, đến chỗ Hải Vân tỳ kheo, đảnh lễ chân Hải Vân, hữu nhiễu xong chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng bồ đề, muốn nhập tất cả trí hải vô thượng, mà chưa biết Bồ Tát thế nào có thể bỏ nhà thế tục sanh vào nhà Như Lai, thế nào có thể qua khỏi biển sanh tử vào được biển Phật trí, thế nào lìa được hàng phàm phu vào được hàng Như Lai, thế nào dứt được dòng sanh tử vào được dòng Bồ Tát hạnh, thế nào phá được xe sanh tử thành xe Bồ Tát nguyện, thế nào diệt được cảnh giới ma, hiển được cảnh giới Phật, thế nào cạn được biển ái dục, thêm lớn biển đại bi, thế nào đóng được cửa các nạn, các ác đạo, mở được cửa đại niết bàn, thế nào ra khỏi thành tam giới, vào được thành nhất thiết trí, thế nào dứt bỏ được tất cả vật ngoạn hảo, để đem lợi ích tất cả chúng sanh. Hải Vân tỳ kheo bảo thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, ngươi đã phát tâm vô thượng bồ đề rồi ư? Thiện tài thưa: Vâng, tôi đã phát tâm vô thượng bồ đề. Hải Vân tỳ kheo nói: Thiện nam tử, nếu các chúng sanh chẳng gieo căn lành, thời chẳng thể phát tâm vô thượng bồ đề. Cần phải được phổ môn thiện căn quang minh, đủ chân thiệt đạo tam muội trí quang, xuất sanh những phước hải quảng đại, tăng trưởng pháp bạch tịnh không có lười nghỉ, thờ thiện tri thức chẳng mỏi nhàm, chẳng kể thân mạng không hề cất chứa, tâm bình đẳng như mặt đất không có niệm cao hạ, tánh thường từ mẫn với tất cả chúng sanh, nơi các loài sanh tử chuyên niệm chẳng bỏ, hằng thích quán sát cảnh giới Như Lai, có như vậy mới phát được tâm vô thượng bồ đề. Phát bồ đề tâm là phát tâm đại bi, vì cứu khắp tất cả chúng sanh, là phát tâm đại từ, vì khắp giúp tất cả thế gian, là phát tâm an lạc, vì làm cho tất cả chúng sanh diệt tất cả khổ. Phát tâm lợi ích, vì làm cho tất cả chúng sanh lìa ác pháp. Phát tâm ai mẫn, vì có ai kinh sợ thời đều giữ gìn.
phát tâm vô ngại vì rời bỏ tất cả chướng ngại, phát tâm quảng đại vì tất cả pháp giới đều đầy khắp, phát tâm vô biên vì khắp cõi hư không đều qua đến, phát tâm rộng rãi vì đều thấy tất cả Như Lai, phát tâm thanh tịnh vì trí không trái với pháp tam thế, phát tâm trí huệ vì vào khắp biển nhất thiết trí huệ. Này thiện nam tử, ta ở nước Hải Môn này đã 12 năm, thường dùng đại hải làm cảnh giới, những là suy gẫm đại hải quảng đại vô lượng, suy gẫm đại hải rất sâu khó lường, suy gẫm đại hải lần lần sâu rộng, suy gẫm đại hải vô lượng châu báu kỳ diệu trang nghiêm, suy gẫm đại hải chứa vô lượng nước, suy gẫm đại hải màu nước chẳng đồng không thể nghĩ bàn, suy gẫm đại hải là chỗ ở của vô lượng chúng sanh, suy gẫm đại hải dung thọ những chúng sanh thân to lớn, suy gẫm đại hải nạp thọ được nước của trận mưa lớn, suy gẫm đại hải không tăng không giảm. Này thiện nam tử, lúc suy gẫm như vậy, ta lại nghĩ rằng trong thế gian còn có gì rộng lớn hơn đại hải này chăng? Còn có gì vô lượng hơn đại hải này chăng? Còn có gì rất sâu hơn đại hải này chăng? Còn có gì báo lạ hơn đại hải này chăng? Này thiện nam tử, lúc ta suy gẫm như vậy, bỗng có đại liên hoa xuất hiện. Liên hoa này cộng bằng vô năng thắng nhân đà la ni la bửu, cánh bằng phệ lưu ly bửu, lá bằng vàng diêm phù đàn, đài bằng trầm thủy, tua bằng mã não, nở thơm lan khắp trùm che cả đại hải. Trăm vạn Atula Vương cầm lấy cọng hoa, trăm vạn Châu Mani kết lưới trang nghiêm giăng che trên hoa, trăm vạn Long Vương mưa nước thơm, trăm vạn Kalaula Vương ngậm những chuỗi ngọc và dải lụa báo rủ thòng bốn phía, trăm vạn La Sát Vương từ tâm quán sát, trăm vạn Dạ Xoa Vương cung kính đảnh lễ, trăm vạn Càn Thác Bà Vương nhiều thứ âm nhạc tán thán cúng dường, trăm vạn Thiên Vương mưa những thiên hoa, thiên mang, thiên hương, thiên thiêu hương, thiên đồ hương, thiên mạc hương, thiên y phục, thiên trạng, thiên phan, thiên cái, trăm vạn Phạm Vương đảnh lễ cung kính, trăm vạn Tịnh Cư Thiên chắp tay làm lễ, trăm vạn Chuyển Luân Vương cúng dường thất bửu trang nghiêm, trăm vạn hải thần đồng xuất hiện cung kính đảnh lễ, trăm vạn vị quan mani bửu quang minh chiếu khắp, trăm vạn tịnh phước mani bửu dùng để trang nghiêm, trăm vạn phổ quan mani bửu làm tạng thanh tịnh, trăm vạn thù thắng mani bửu ánh sáng rực rỡ, trăm vạn diệu tạng mani bửu quang chiếu vô biên, trăm vạn diêm phù đàn mani bửu thứ đệ bày hàng, trăm vạn kim cang sư tử mani bửu chẳng thể phá hoại thanh tịnh trang nghiêm, trăm vạn Nhật Tạng Mani Bửu quảng đại thanh tịnh, trăm vạn Khả Lạc Mani Bửu đủ mọi màu, trăm vạn Như Ý Mani Bửu trang nghiêm vô tận, quang minh chiếu rực. Liên quả lớn này có ra là do thiện căn xuất thế của Như Lai. Tất cả Bồ Tát đều sanh lòng tin mến, thập phương thế giới đều hiện tiền, từ như quyển pháp mà sanh, như mộng pháp mà sanh, thanh tịnh nghiệp mà sanh, trang nghiêm bằng pháp môn vô tránh, nhập ấn vô di, trụ môn vô ngại, sung mãn tất cả quốc độ mười phương, tùy thuận cảnh giới thậm thâm của chư Phật. Trong vô số trăm ngàn kiếp ca ngợi công đức đó cũng không hết được. Lúc đó ta thấy trên liên hoa lớn ấy có một Đức Như Lai ngồi kiết già, thân Phật từ đây cao đến trời hữu đảnh. Tòa bửu liên hoa bất tư nghị, đạo tràng chúng hội bất tư nghị, những tướng hảo thành tựu bất tư nghị, tùy hảo viên mãn bất tư nghị, thần thông biến hóa bất tư nghị, sắc tướng thanh tịnh bất tư nghị, vô kiến đảnh tướng bất tư nghị, tướng lưỡi rộng dài bất tư nghị, ngôn thuyết thiện xảo bất tư nghị, âm thanh viên mãn bất tư nghị, lực vô biên tế bất tư nghị, thanh tịnh vô úy bất tư nghị, biện tài quảng đại bất tư nghị. Ta lại nghĩ nhớ Đức Phật đó thuở xưa tu hành bất tư nghị, tự tại thành đạo bất tư nghị, diệu âm diễn pháp bất tư nghị, phổ môn thị hiện các thứ trang nghiêm bất tư nghị. Tùy hai bên thấy Phật đều sai khác bất tư nghị, tất cả sự lợi ích đều làm cho viên mãn bất tư nghị. Lúc đó Đức Như Lai ấy liền đưa tay hữu rờ đánh đầu của ta, vì ta mà diễn nói phổ nhãn pháp môn, khai thị cảnh giới tất cả Như Lai, hiển pháp tất cả hạnh Bồ Tát, xiển minh tất cả diệu pháp của chư Phật,
tất cả pháp luân đều nhập trong đó, có thể thanh tịnh tất cả Phật độ, có thể dẹp tất cả dị đạo tà luận, có thể diệt tất cả quân ma, có thể làm cho chúng sanh đều sanh hoan hỷ, có thể soi tất cả tâm hành của các chúng sanh, có thể biết những căn cơ của tất cả chúng sanh, tùy tâm chúng sanh đều làm cho được khai ngộ,